Xin chào mọi người, chào mọi người đến với kênh channel của mình. Thì nhân anh cho biết mình là một seller bán hàng Tây. Facebook của mình là Facebook Ba Hải Giá. Còn không là các bạn vào cái bay của mình là bay Super Gas. Các bạn tìm không ra cái Facebook và cái bay là các bạn gọi vào số điện thoại của mình. Số điện thoại của mình là 0988968897. Mình có dùng Zalo, mình có dùng iMessage. Các bạn muốn mua những mặt hàng nào các bạn gửi hình cho mình sẽ báo giá chính xác cho các bạn. Quay lại video thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái đồng hồ đến từ thương hiệu Longines. Rồi, bây giờ mình sẽ vào video để review chi tiết của cái đồng hồ luôn nha. Thì đây, thì trên tay mình là một cái bóc của cái thằng Longines mọi người nè. Bọc của nó rất là to. Thì Longines thì đợt này mình thấy giá đang lên đó mọi người. À, lúc trước thì mình cái giá của mình rất là rẻ mà bây giờ nó đang lên giá. Thành ra là các bạn xem là giá cũ thì các bạn hỏi lại cho mình đi, mình sẽ báo giá cho các bạn chính xác của thời điểm bây giờ ha. Đây, thì mở ra ở bên trong nó sẽ có một cái bóc bằng gỗ. Nó có một cái lớp này đây, nó che cái mặt mà bằng gỗ của cái hộp đó mọi người. Nó khỏi bị chạy á. Và ở bên dưới nè mọi người nè. Nó sẽ có theo một cuốn sách hướng dẫn. Đây mọi người nè, nó sẽ có một cuốn sách hướng dẫn rất là to luôn mọi người. Và ở bên trong cái hộp và bằng giấy thì sẽ có một cái hộp bằng gỗ mọi người nè, thấy không? Rất là sang trọng. Nói chung là Longines các bạn mà tặng á là bao đẹp luôn. Nó giống như là Framuler mọi người, Framuler nó cũng có những cái hộp bóc nè. Đó, ở bên dưới là bằng nhung nè, nó không có bị chạy cái mọi người. Và đây, đây là cái logo Longines nè, là bằng gỗ rất là sang. Ở bên trong thì mình sẽ có một cái cạc. Cái này là một cái giống như là holder card của thằng Chanel á mọi người. Và nó có chữ Longines ở đây. Và nó có những cái thẻ mọi người, cái thẻ chứng nhận của nó mọi người ha. Thì hôm nay mình có một cái đồng hồ, đó là cái mã của nó là L28204112. Đây, cái là cái tag của nó này, các bạn có thể search trên Google mọi người ha. Và hôm nay mình có em Longines này. Cái em này thì chạy automatic nha mọi người. Nói chung là kim của nó, bên trong là kim nó nông màu xanh luôn mọi người, rất là đẹp. Đây, bạn coi thử nè. Bên trong màu xanh, tại vì do cái này nó có cái đèn đó mọi người, không biết là nó ra màu đen hay không, nhưng mà thật ra là ở ngoài nó là màu xanh nha. Đây mình cho quay cận cảnh cho các bạn xem nè. Đó, mặt sau của nó, mặt trước của nó nè, và đây là dây của nó. Nói chung là cái kim của nó bên trên đó mọi người, nó làm kim nông màu xanh rất là đẹp luôn mọi người à. Đó, thấy không? Và đây cọc số của nó là cọc số La Mã nè mọi người nè. Đa số là những người nam mọi người, người ta thích mang những cái cọc La Mã nhiều hơn, còn nữ thì đa số mang những cái cọc số học trò. Và ở đây nó sẽ cũng sẽ có một cái lịch ngày nè các bạn nè. Ở mặt sau nó là dạng như là lộ cơ mọi người ha. Đó, thấy không? Bộ máy bên trong nè. Nói chung là auto thì của thằng Longines thì các bạn khỏi chê rồi, bộ máy của nó rất là tốt, rất là bền. Và đây là cái dạng như là đồng hồ mới tinh mọi người nè. Thường thường đồng hồ mới các bạn di chuyển này nè, nó sẽ nghe cái tiếng cọc kẹp luôn mọi người. Đó là đồng hồ mới, còn khi các bạn mang một thời gian sau thì nó không còn nghe nữa. Đó. Và dây của nó là dây cá sấu. Này, mình thấy không? Ở bên trong nè, dây nè. Đó. Rất là đẹp. Dây này thì mình thấy nó là cái màu nó dạng như là màu nâu nâu mọi người. Nó sẽ hợp với là cái đồng hồ luôn. Đồng hồ Longines thì nó làm lúc nào nó cũng sẽ đơn giản. Mọi người thấy không? Rất là đơn giản luôn. Có một cái logo đây thôi. Và cái em này size của nó là size 38 năm. Thì coi như là 39 mọi người ha. Và cái phần kim phúc mọi người thấy không? Đồng hồ auto mọi người, nó chạy rất là mượt luôn mọi người. Thì ở đây nó có một cái khóa thôi các bạn, chỉnh giờ thôi mọi người ha. Nó rất là tối giản, nó không có làm cầu kỳ như những đồng hồ khác. Và cái độ mỏng của nó cũng rất là mỏng mọi người nè. Đó, mọi người thấy không? Thì kính của nó cũng là kính sapphire mọi người ha. Ở mặt trước và mặt sau luôn. Đó, nó làm hai bên. Và cái viền của nó là viền màu silver. Silver thì nói chung là rất là đẹp rồi. Còn những phiên bản mà nó làm bằng vàng 24K hay là vàng trắng này nọ mọi người, nó sẽ cao hơn. Còn em này thì nó chỉ làm bằng kim loại thép không gỉ thôi mọi người ha. Và cái giá của em này sale còn có ba mấy triệu thôi. Mình có một phiên bản hoa học trò đó mọi người, mà của nam nha. Còn cái em này là hơi hiếm, thành ra mình đang tìm cho khách nè. Và hôm nay mình đã có khách mua tặng cho sếp, thành ra là sếp yêu cầu là phải có cái mã này. Đó là mình cũng tìm cho khách nè. Cái giá này hiện tại bây giờ nó bán thị trường tầm khoảng 36 triệu mấy trăm mọi người. Là cái giá này là giá cái cũ nha. Còn cái giá bây giờ nó đã lên một xíu rồi mọi người. Và đây là cái khóa của nó, là khóa chống gập luôn mọi người nè. Đó, đây là cái khóa của nó. Khóa dạng như là khóa bướm á, các bạn gắn vào, gắn dây vào, gắn chết vào cái size của mình. Rồi các bạn chỉ cần gập nó lại thôi. Thì sau này các bạn đeo, các bạn chỉ cần mở ra mở vào thôi, nó sẽ dễ hơn. Nó sẽ chống gập hơn. Còn giống như là những cái khóa khác đó mọi người, nó sẽ dễ bị gãy cái phần da này. Thành ra là Longines nó làm cái phiên bản này nó sẽ ok hơn mọi người ha. Đó mọi người nè, khóa của nó nè. Thì thằng này thì size của nó tầm khoảng 38 năm. 38 năm thì mình thấy khi mà mình đeo vào mọi người nè, thì nó cũng vừa cái tay của mình nè, các bạn nhìn đây ha.
Nói chung là Longin này 38 năm là size dành cho nam nha mọi người. Nữ mang vào thì nó sẽ hơi xấu. Nếu mà nữ các bạn mang size nhỏ hơn một xíu mà chạy da nha, các bạn không nên mang size to. Còn đồng hồ mà đồng hồ kim loại các bạn mang size to sao cũng được. Nhưng mà đối với mình thấy là nếu mà chạy da mà các bạn nữ mà mang size bự thì không tốt nha. Thì nó sẽ kiểu như là nó hơi thô và hơi đàn ông một xíu á. Các bạn mua tầm khoảng size 20 mấy hoặc là 30 đổ lại thôi, nó sẽ ok hơn. Đây, để mình quay cận cảnh cho mọi người xem nè, đó thấy chưa? Rất là đẹp nha, rất là mỏng luôn. Nói chung là Longines các bạn mua tặng là khỏi chê luôn mọi người ha. Rất là đẹp khi mà lên cổ tay. Thì về Longines thì lúc nào mình cũng sẽ có nguyên bóp, nguyên đồ và có thẻ này nọ luôn mọi người. Các bạn mua Longines thì các bạn cứ yên tâm, bên mình sẽ bảo hành cho các bạn chính hãng trọn đời luôn ha. Các bạn không có sợ hàng fake. Thì bây giờ thị trường bây giờ là hàng fake rất là nhiều luôn các mọi người. Từ đồng hồ Versace nè, rồi những cái đồng hồ mà là Salvator mọi người, hay là Michael Kors, mình thấy những phiên bản là nó hàng fake rất là nhiều luôn. Trong khi mình bán hàng á, nhiều cái group đó mọi người, họ mời mình á, mời mình để mà vào những cái group đó, nhưng mà nhìn sơ lược qua thôi là các bạn là mình đã biết được cái group là group hàng dởm rồi, mà cứ nói là hàng chỉ như là kho này nọ mọi người. Thì các bạn tránh trường hợp là bị chào mời và chào một cái giá rất là rẻ. Nói chung những đồng hồ này mọi người bán không phải là lời một cái đến cả mấy chục triệu đâu, không có. Bán lời rất là bình thường, rất là đơn giản thôi. Nhưng mà có nhiều chỗ nó để cái giá sỉ rất rất là rẻ, đồng giá 7 triệu, 10 triệu hay là gì đó đổ xuống thôi. Nhưng mà cái giá trị của cái đồng hồ là rất là cao, mà giá sỉ như vậy thì cái đó các bạn phải coi lại đúng không? Khi mà mình mua hàng mình nên tìm hiểu kỹ seller và tìm hiểu kỹ cái nguồn hàng của mình nó có ok hay không nha. Thì đồng hồ này hiện tại bây giờ mình chỉ còn cái phiên bản học trò thôi. Còn nếu mà ai có thích phiên bản này thì mình sẽ tìm ở trên những cái cửa hàng của thằng Longines á. Nếu mà còn thì mình sẽ order cho các bạn. Rồi thì nếu mà mọi người thích cái video này, nếu mà mọi người thích cái đồng hồ này, mình có nhớ cho mình một like. Nhớ subscribe kênh YouTube của mình và bấm chuông thông báo cái bên để nhận những video mới nhất của mình. Rồi, bye chào tạm biệt mọi người.